Xin chào cô chú anh chị mình nha Thì à, hôm nay ba tay quý một em có lên một bộ mẹ con bò cái à, mẫu thì khá đẹp nha anh chị Bò mẹ này á, thì xé à, mặt Xé lưng á, thì nó hoàn toàn nghiêm chỉnh Cậy đuôi, qua Với lại là phần rúng nè, vú là nó nghiêm chỉnh Giò cẳng cũng hoàn thiện hết nha Móng sò anh chị Thì bò mẹ này á, thì à, cái mẫu anh chị cũng thấy rồi ha Mẫu này là mẫu à, khá là đẹp bò nha anh chị Xương sóc là bò này nó đóng là xương cối nha đó lông đuôi lông đuôi dài đó thì à, yếm á, thì nó rất là nhiều nha vậy bò này yếm rất là dư nha đó lông da thì đỏ mặt anh vậy không đớm lan giá nha bò mẹ này không lan giá như vậy bò mẹ này á, thì à, nói là mẫu bông bay anh chị thứ nhất là con bò này nó cũng cao ráo ha bò này thì em canh ngay xé lưng á, thì nó cao là một m hai mươi bảy bò nha anh chị ở một m hai mươi bảy bò nha thứ hai nữa là cái con bò này á là nó đòn dài cho chị thứ ba là dàn xương đó chị ha đóng là xương lớn ha xương cối nha chị đó mẹ cao mét hai bảy bò thì mẹ này á thì em có hỏi thăm thì chủ nhà ta nuôi chủ trước á ta nuôi á thì bò mẹ này chủ nói là đẻ hai con rồi nha thì em có nói thì bò này á thì có giao phối gì gì chưa thì chủ ta nuôi á ta nói là có phối ra rồi nha bò này á thì chủ phối là ba bơi thì chủ nói thì được 2 hai tháng lẻ bốn ngày nha chị tới này thì em chưa có khám được nên em cũng chưa bao chữa được nha về cô chú anh chị mình nuôi thì theo dõi ha em thấy đây nó cũng có bụng rồi anh chị có bụng ha đó thì à, bò mẹ này á, thì à, nói chung là nó không có tật lỗi gì nha đó bò thì em bảo đảm cho chị bò này hoàn thiện ha bao tật lỗi lò đơm chị mình năm tháng cổ xạ luôn nha đó bò mẹ này nó rất là mát sữa anh chị đẻ con là bò cái mà rất là mời nha điểm tiếng gần em quay chị coi nè đó con nói chị không đó con là con bò cái nha chị đó, y mẹ luôn nha đó đầu cổ thì bò này thì nó đầu trụi nha không có sừng nha đó đầu dài dò cẳng nó hoàn thiện hết rúng yếm đâu đầy đủ ha mà bò này nó có điểm mi nha con bò con thì có điểm mi anh chị cũng thấy rồi ha điểm mi á đó. đó còn về chiều cao thì con bò này thì em đo ngay xế lưng thì nó cao là một mét nha chị một mét lẻ một ha có tính mét thì cho chẳng anh chị đó nó có điểm mi nha thì bò con này thì nó được 4 tháng rưỡi gần 5 tháng anh gì đó bốn tháng cử gần 5 tháng bò nha cao 1 mét nha chị đó thì mẹ con này á, thì em báo giá cho chị mình là 29 triệu nha đó 29 triệu bò con này là lưng đôi nha bò con này thì nó đẹp nha chị đó tại vì bò mẹ nó mẫu nó đẹp á, thì nó đẻ con nó, nó cũng đẹp nó cũng có đòn dốc như con bò mẹ luôn đó bò mẹ này đẻ con rất là mát sữa nha chị Thấy không giá chỉ có 29 triệu à thì cô chú chị mình mà ưng mẹ con này á, thì mình alo cho em ha đó thì à, em chào anh chị mình nha